Hello, bạn nào có nhu cầu mua nick Liên Quân, những skin Irie giá rẻ và những skin hiếm khác, liên hệ ngay với mình, giá chỉ từ 200k đến 300k nha. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả, uy tín 100%, tìm nick theo yêu cầu. Ok, hello anh em qua kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ vào vấn đề cái cục vàng top 1 á của mình. Thật sự mấy bữa nay mình cũng buồn lắm em à. Nhiều bạn vào kênh mình mới biết cái kênh mình á, là không biết hồi xưa mình có top cục vàng hay chưa, là chưa có mà mình đã dám đặt tên là top 1, đúng không? Ok, mình chia sẻ với anh em luôn là 1.5 năm về trước là mình đã có một cái kênh YouTube rồi, là trước với cái kênh top IG bây giờ luôn á, là các bạn mà bạn Tú á, là mình trước các bạn đó luôn nha, là mình là người mấu chốt đầu tiên là chơi IG luôn, là thời mùa 13. Tại vì kênh của mình bị lỗi mới trục chặn chút xíu cho nên mình không thể đăng video nữa, cho nên mình từ bỏ luôn, mình không làm nữa, mình buồn. Rồi bạn Tú á, bạn mới nói nghiệp mình là làm về vị trí top IG, cho nên bạn ấy được kênh lên gần 6.000 người đăng ký, nhưng mà bây giờ bạn ấy đã bán kênh rồi, bây giờ đang làm lại kênh mới là top bảng xếp hạng IG, đúng không? Nhưng mà còn mình á, thời trước đó là bạn Tú đó đã là fan của mình rồi anh em ơi, cho nên bây giờ mình đính chính lại cho anh em biết là những bạn mà mới biết về mình á, thì anh em có việc check nick của mình đây. Giờ mình sẽ check nick chính của mình nha, coi nick mình đã có cục vàng hay chưa. Mà thời đó làm gì có mấy các bạn IG bây giờ cày lần mười ba 14.000 điểm. Thời đó chỉ có 7k 6 điểm là đúng là gọi là số dách luôn, cày rất là cực luôn, chứ không phải như bây giờ mà đánh đỉnh cao hay là kia là lên điểm dù đâu anh em à. Một trận chỉ có 1 điểm 1-2 điểm thôi, rất là cực khổ, chứ không phải là đơn giản như anh em nghĩ. Bây giờ muốn cày cái một lên, tôi cày vẫn được. Hiện tại bây giờ nếu mà tôi muốn lấy cái cục vàng vẫn được, ok luôn, nhưng mà nó sẽ rất mất nhiều thời gian của tôi. Một ngày tôi có thể bán được 10-20 nít, tôi kiếm được biết bao nhiêu tiền, tôi có thể cày được, cày thuê cho người ta được 2-3 nít là tôi kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Do trong khi đó thời gian tôi làm video nè, tôi làm quảng cáo, tôi làm tứ lung tung hết, tôi kiếm được một khoản tiền nữa, đúng không? Trong đó giờ anh em là mùa dịch đang khó khăn nè, ai cũng khó khăn hết, anh em thà anh em kiếm cục tiền hay là anh em kiếm cục vàng để mà anh em nhìn. Như tôi cuộc sống tôi khổ nè, giờ đại dịch đang khó khăn nè, tiền nhà tiền cửa này kia, nhà trọ này kia, nên tôi phải làm cày thuê quảng cáo này kia để kiếm tiền, chứ tôi không thể nào mà cày cục vàng được. Cục vàng đó với tôi rất là đơn giản, anh nghĩ em, một ngày tôi cày được 3 nít, một nít là tôi chơi gần 20 game, một ngày tôi chơi ai, nếu mà tôi chơi cày tất bảy sàn một ngày, tôi nghĩ anh em nghĩ tôi chơi được nhiều không, đúng không? Rất là phải nói là rất là nhiều tốn như thời gian của mình mà trái được cái gì cả, được chỉ được cho anh em nhìn thôi, rất là phức tạp. Cho nên tôi không muốn, tôi muốn cuộc sống tôi cải thiện tốt hơn thôi. Ai nói gì nói, bây giờ mà nói nhiều quá thì tôi cũng buồn. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ show nick cho anh em xem là cái nick chính của tôi á, nó có cục vàng hay là chưa. Lúc mà tôi thời có cục vàng á, là còn cô Ba Sài Gòn với lại Tiểu Bảo á, làm những bạn mới biết chơi nè, mới biết tôi ở đây làm gì biết mấy bạn đó. Hồi xưa ba người của tôi nè, Tiểu Bảo nè, với lại cô Ba Sài Gòn là tranh top 1, 2, 3, thề với anh em. Chứ anh em làm gì biết mấy cái tên đó bây giờ, làm gì biết cái tên đó. Giờ biết ID Sama rồi, ID Legend, ID này kia thôi, chứ làm gì biết cô Ba Sài Gòn và Tiểu Bảo, đúng không? Tiểu Bảo với tôi hồi xưa hả, phải là tranh nhau top 1 mà tôi tranh không lại thôi. Tại vì bạn ấy chơi một ngày tới gần cả 100 game, không ít đâu, hoặc là 60 game, 70 game một ngày, một mùa thôi nha. Mà bạn ấy chơi ID 3.000+ trận, anh em nghĩ coi tôi cày lại người ta không? Nên tôi đứng top 2 Việt Nam thôi anh em à. Đó, thầu xu tôi đứng top 2 Việt Nam, anh em nghĩ biết ngầu có nào rồi. Đây nè, bây giờ đi cho anh em xem cái ảnh của hồi xưa top 2 nè, với lại những ông mà đi đêm năm với tôi nè, nè đó anh em thấy không, 5 cục vàng đó, chứ tôi không có nhau dốc anh em, đúng không? Đó là này, chỉ còn lại là những cái lưu trữ hồi mấy năm trước thôi, chứ giờ không, bây giờ tôi đang rất là bận, không thể nào mà cày top 1 được. Ok, giờ mình sẽ xuống nick cho anh em xem nha, không nói nhiều nữa. Đây, và đây là nick chính của mình nè. Hiện tại bữa giờ mình cày ranh mà mình chưa chơi trận nào, cái nick chính mình luôn anh em à. Đó,
anh em một nó anh em cái to nè, anh em có thể vào chết nha, mình chưa bao giờ đã dốc này thuộc tối như thích nè anh em không đó, mình chơi đi 2000 trận nào đó này đi thẳng không sao đó, vinh dự nè không có nè, danh hiệu nào đó, và đây là cái quan trọng nhất cho anh em xem đó, anh em có thể xem anh em thấy đi, cục vàng tôi đã có chưa đó, được một cục vàng, cục vàng đúng không, nhưng mà tao có tận tới ba cục vàng anh em, mà chứ không phải là một cục như anh em nói bạn đâu, mà một cục mà tôi khoe anh em nha, bạn nghĩ anh em nghĩ đi, hồi xưa đánh một trận một điểm hoặc hai điểm á thắng á nha, anh em nghĩ là giữ được ba cục vàng này nó khó khăn cỡ nào không đó, mà tôi kênh hồi xưa tôi làm YouTube trước á, là trước kênh này nữa, rồi bây giờ tôi mới làm có hứng nó làm lại thôi, chứ không phải là tôi nó bốc phét mà để cái tên bậy bạ. Anh em có thể qua kênh top 1 top ID với lại top 3 xếp hạng ID á, anh em hỏi họ bằng Tú á, là sư tôi phải top 1 ID hay không, bạn ấy nói nghiệp tôi thôi chứ không phải là bạn ấy là top 1, bạn ấy không dám để top 1 này thấy không, nếu tuy là tôi đã bỏ kênh rồi nhưng bạn ấy vẫn không để top 1, và anh em bạn ấy muốn giữ cái tên đó để lại cho mình, để lại cho tôi, để tôi có đúng với cái tên của mình là tôi là cụ top 1 ID chứ không phải là top 1 ID không nữa. Đó, anh em thấy không? Tôi có này 2019 nè. Đó, là đúng rồi mùa 13 của năm 2 năm trước. Của năm mấy trước á, đó anh em nghĩ đi. Là xưa cày cực khổ cái nào, bây giờ là cày đơn giản cái nào. Thôi, mình nói tới đây nha, anh em xem video tiếp nha, anh em xem video vẻ nha. Ok. Đó cái tên này mình nào anh em phải vào chết nha. Đó, ok, bye bye anh em nha. Ok, hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách trang bị cho ID top nha. Và trang bị này cũng rất là mạnh luôn, cho anh em gánh team cực dễ nha. Build đồ này chỉ có một mình chơi thôi nha anh em ơi. Đa số mình thấy ít ta chơi lắm. Đây mình sẽ bấm vào ID nha. Đây. Build đồ này mình sẽ đổi qua đây. Đó. Món đầu tiên cho là đao nè. Ta chi hồn và phúc kiếm, nanh và thương long. Đó, trang bị này mình thường hay dùng cho mọi video luôn. Đa số là mọi video mình hay dùng bộ đồ này nha. Ok, chúng ta sẽ tới phần bản ngọc nè. Đây. Bản ngọc sẽ lấy bản ngọc của từ mình chỉnh qua ID cái đã. Đây mình soạn sẵn rồi nè. Mình xài 5 viên công vật lý. Ngọc đỏ nha. Rồi 5 viên công vật lý xuyên giáp. 10 viên tấm đánh nắp chạy dành cho ngọc tím. Ngọc lục là 10 viên công vật lý và xuyên giáp. Đó. Thì bản ngọc này mình hay dùng mà chém bao thuê luôn nha anh em. Đây sẽ vật phù hiệu mình hay dùng nha. Đây. Đó. Mọi ID luôn, mọi video, mọi cách mình đánh đều dùng phù hiệu này nha. Có gì anh em có việc tham khảo và coi và trải nghiệm nha. Ok, bây giờ anh em tiếp tục xem video nha. Ok, hôm nay mình sẽ làm theo cầu của một bạn hôm qua là khi mình solo World Cup nha anh em. Cái kèo World Cup này cũng hơi bị căng nha anh em ơi. Đúng đau quá. Mấy hôm nay mà ông Văn chiêu bằng tay mà dính mình, sốc nó mình lại hơi bị thốn nha anh em. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh mà solo World Cup như nào cho hợp lý nha, cho an toàn hơn nha. Có nhiều bạn nói mình cách mình đánh nó cũng như đó đánh vài, cấu rỉa như đó đánh vài. Thì mỗi người có một sở thích đánh khác nhau, nhưng mà cái mẹ của mình chia sẻ nó rất là, phải nói là cho nó hiệu quả. Mình thấy cảm thấy hiệu quả, rất là hiệu quả. Mình hướng dẫn cho anh em đó, cái này mình đánh không đó, mình cứ rỉa thôi, chứ không ai bắt buộc mình phải đánh khô máu solo 1-1 thể hiện bản năng đầu game. Thể hiện bản năng đầu game, nhưng mà kỹ năng bạn, cách bạn đánh như thế nào, và bạn đè lên người ta như thế nào, và bạn ăn lên người ta như thế nào, đó là quan trọng nha, chứ không phải là bạn nói cái miệng bằng đơn giản là chỗ đánh như này tao đánh cũng được. Ui rồi choáng à, đây đánh luôn này, đây là đó, thích thể hiện bản năng đó, thích đó như vậy ok chưa, đây đây ok thôi, giờ mình không nói chuyện với mấy cái kiểu đó nữa,
thì mình sẽ tiếp tập trung vào trận đấu nên mình sẽ hướng dẫn chi tiết và vận cái này chầu thế nha, căng thật, 4 người quýnh căng phết nha. Sao mà ông gần cũng chạy được rồi mà sao mà ông vòng lại ông chết ta, thực sự không hiểu luôn. Ok, bây giờ thôi, cách mình đánh thì mình em có việc học hỏi theo anh em, mình em coi theo và anh em có thể làm theo. Còn anh em thì thấy cảm thấy không hiệu quả anh em có thể comment giúp mình. Còn anh em mà thấy cảm thấy hiệu quả và giúp anh em leo anh dễ thì anh em việc cho mình một like và đăng ký kênh nha. Trên những tiền hôm nay mình cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Hôm nay mình đã được 4 con sub anh em à. Không ngờ mình sub mình lên nhanh vậy luôn á. Kênh mình được cũng mang lại sức một chút xíu cho nên cũng có gặp nhiều bạn anti cũng chửi mình này kia, nhưng mà mình định hôm nay mình cũng đính chính lại là mình có top 1 hay không, mình có cục vàng hay chưa đó, nên anh em được coi ủng hộ mình nha, vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. Không phải là mình trách móc hay gì nhưng mà mình thấy mình nghe bữa giờ mình nghe rất là buồn anh em à. Ông mít à, anh em mình đi xuống lấy cơm rồi. Ôm tí nào anh em ơi, ông mít xuống lấy cơm rồi từ bán được. Đây bác này tôi biết nè, đây này, chạy hội một cái đó. Anh em biết vì sao mà tôi cứ làm mà solo mà cứ rỉ hoài, tại sao tôi không di chuyển nhiều? Có nhiều bạn nói mình tại sao không di chuyển nhiều mà bạn cứ solo một rồi tem bạn giao tranh thua rồi giao tranh này kia và không chịu di chuyển. Tôi di chuyển vẫn được, nếu mà vô di chuyển đánh rất là dễ luôn, không gì mà khó. Ôm xíu anh em ơi, đó đơn giản là anh em kêu mình á là anh ơi hướng dẫn cho em cách solo con này solo con kia, cho nên mình phải bắt buộc mình phải đứng solo với người ta và cách mình phải hướng dẫn anh em cách khắc chế người ta như thế nào, chứ không phải đơn giản mà anh em kêu mình di chuyển do ây phải đánh được nè, hay mới đây thôi xong rồi toàn rồi này, dí vào nhóm dí không này, thích đánh này đánh này đây đánh này đó đánh này. Ok, đó mình sẽ nói lại xíu thôi nha. Thì mình nếu mình không di chuyển nhiều đi thì mình sẽ ép áp đảo tên bạn, ganh tên bạn nhiều thì mình đâu có solo đi với lại top bên kia đâu, đúng không? Mình không solo được làm sao mình hướng dẫn cho nhiều anh em solo đây, như ai mới gọi mình á. Ok, mình vẫn đang quay nhưng không sao, không quay lại được rồi. Mình cứ di chuyển nhiều vào ép tên bạn không là mình chả solo được với ai, mình chả hướng dẫn được anh em cái gì. Mà trong đó là anh em quan trọng nhất là anh em vẫn kêu mình là anh ơi hướng dẫn cho em solo con này solo con kia, cái đó là cái quan trọng nhất, đúng không? Đây nào, sao đánh nè, đánh chiêu 1 nè, đánh thường nè, quăng chiêu 2 đánh thường rồi đó. Ô, combo là dồn bao nè, rồi né em, anh em mà né được cái chiêu mà nó quăng tay ra đó thì anh em sẽ là ăn được 30% rồi nha, đi ăn 70% rồi, còn 30% là do cách anh em đánh thôi. Ui không được rồi, chị Vân xuống nữa không về kịp là chết mát cái đã, sợ nó ban chỗ giết hơn em mà trong hết công ty rồi còn 12 giây nữa đó. Von cá anh game gặp em, gặp nó anh em solo thẳng mặt nha, đừng để nó cấu rỉ mình bằng cái chiêu mà quăng cái tay ra đó, nó cấu rỉ mình anh em đừng để nó cấu rỉ của nó nha, anh em hạn chế và hack não nó, coi nó quăng chỗ nào thì anh em cứ việc néo chỗ kia nha. Ok, qua đây nó chặn nó xuống đây nè, mình thấy sai nó xuống rồi nè, chặn nó nè, đây đánh này ông ty đánh này đó, chặn đầu chỗ này không đó. Anh em gặp nó đánh á, anh em việc dồn vô y là combo của con ngột không có là con yuka, anh em áp sát tới, anh em đánh tới tấp cho mình luôn, anh em đúc bụi chứ anh em áp sát đánh tới tấp luôn. Là biết sao mình để cho nó, mình cấu máu thiệt nhiều của nó đi, để nó sợ quá nó quản hồn nó lên ngựa, lúc đầu nó lên ngựa rồi là nó không còn y chỗ bắn mình à. Ui chạy hết đánh luôn á, hết sơ luôn á, một tay ly xì á. Đây nè, làm nấp đây nè, được mình chơi luôn nè, đi chết cha lỡ đánh như con quái à. Ui rồi thôi xong rồi, chân ngu rồi lướt qua đập mặt ở tường anh em à, chân ngu á chà, bảnh ghê chợ em, có con tim mà dám đánh anh em à. Kìa, con cá này đánh cũng căng nha anh em ơi, đó hơi nó quăng né quăng trúng nè, đó né nè, ghĩa đó nè, từ
cái cách anh em đánh quan trọng là anh em ăn người ta và thắng lên người ta là quan trọng nhất, chứ anh em đừng thể hiện kỹ năng dung trong một trận đấu anh em muốn như thế nào thì như thế nào nha. Ok, lui anh em ơi, tôi còn mười mấy giây mới có ulti này. Từ từ nào. Lính trước nào. Rồi, nghe thằng em vô lại rồi. Vô lại nãy giờ mình quên nói anh em à. Đây, bắt đầu này. Ui dồi, tóc biến ngô ngáo à. Đâu rồi? Ui dồi, chạy xa dưới ta. À, cầm tóc biến. Ô, mình nghĩ là tai chi cũng mạnh lắm anh em à, không được rồi nha. Mạnh lắm nha, mình có một video solo tay đâu luôn, nhưng mà có nó là ngang ngửa với nhau luôn nha, rất là căng luôn. Nhưng mà mình game đó mình vẫn win, nhưng mà mình không có xanh nhiều, không có ăn mạng nhiều mấy nè. Và trận đó mình solo tay đâu luôn, solo rất là nhiều lần luôn chứ không phải là một lần nha, solo nhiều lần mà solo ngang ngửa nhau luôn, mà có mà bạn ấy chạy đa số chạy là nhiều, rồi có một pha thì mình lại bị lật kèo chích ngược. Đó, đơn giản vậy thôi. Anh em muốn xem anh em nói mình nha, ngày mai mình sẽ up nha, còn không thì mình up video Malok. Thì anh em có việc muốn nhúc up video nào anh em nói mình. Ui giời, không ai xuống phụ tôi à. Ôi, không ai xuống phụ tôi à. Thôi xong rồi. Ôi chạy luôn sao giờ? Hai người sao mà đánh. Ui. Thôi xong rồi. Thôi toàn. Trời ơi. Không ai xuống phụ anh em à. Không sao, một đỡ hai cũng được. Ok, một đỡ hai cũng được. Ok, chị Vân chết lại con Vân cát chết là cũng ok rồi. Còn anh em nào hôm qua mới kiểm tra nha, ở trong trong cái thư mục của mình á, là người đăng ký á, xem video của mình á, người đăng ký á, thì có 19% thôi, còn 81% là chưa có đăng ký anh em à. Cho nên anh em nào ủng hộ mình, giúp đỡ cho mình thì cho mình một đăng ký kênh nha. Đó là một động lực lớn nhất cho mình nha anh em ơi. Anh em giúp mình một đăng ký kênh và một like nha, để cho mình có thật nhiều động lực ra video hay nè, hướng dẫn anh em cách solo con này, solo con kia, di chuyển như thế nào và mẹo như thế nào. Đó. Còn như mình muốn cày top 1 thì mình cày không được đâu anh em à. Thật sự là không được đâu. Đó, mình chia sẻ cái đó. ăn kinh công à. Ồ. Nó nhử anh em à. Đó, mình có để lính trước nè ha, đó. Đánh kiểu mình chỉ có đẩy lính trước là đánh nè. Ôm xíu anh em ơi, nó lại đứng im rồi. Bây giờ team mình đánh thì mình cứ làm việc để trụ thôi, ôm. Lính vô lấy trụ nè, lấy trụ trước đi, quan trọng. Ôi dồi, kêu ôm không ôm ta. Game này quan trọng nhất vẫn là lấy trụ anh em. Ăn mạng nhiều cũng thua. Nó chỉ cần một pha lật kèo là thua liền. Quan trọng nhất vẫn là cái trụ. Cho nên anh em được đánh thấy đừng hên hàm vô tranh nhiều quá. Lúc nào vô tranh là lúc nào không vô tranh. Lúc nào cần đẩy lính thì đẩy lính nha. Lúc nào lấy trụ. Nhưng mà trụ vẫn là quan trọng nhất. Mình ép càng nhiều trụ mình càng dễ đánh. Mình dễ win nữa. Thôi xong rồi, combat nữa rồi, thiếu người về combat nữa rồi. Xuống đây, bật sau. Ui. Cày thế nhờ. Đây đánh này. Đây đánh này. Ui sao làm chậm dữ người ta. Đánh được này. À chạy hả. À tóc biến nè, chứ mà hay nè, đó có đội tại là chém liền hả không. Ui tên bạn lên đồ gì làm chậm dữ người ta. Thôi chắc ăn được rồi, Thôi. Đó, lính dưới không? Từ pha con dơi xong rồi nè. Một video của mình anh em kêu mình làm nhiều video khác á. Ok, để mai mốt mình làm thử nha. Nhưng mà mình thấy cái video mạnh nhất á, mà chém thấm nhất á, vẫn là video này. Ganh này bây giờ là đang là ganh 17, 16 sao chứ không phải là đơn giản như anh em nghĩ là Đinh Anh đâu nha. Chứ anh em đừng nghĩ mà nói mình ép ganh Đinh Anh này kia, ép cho nhanh. Không có nha, quan trọng là cách mình đánh như thế nào. Đây, bắt đầu Chi Vân này. Đây, đó anh em thấy không, đó chém đúng phê luôn đúng không. Đó, bây giờ mình mới lần Thương Long nè, chém còn phê hơn dữ nữa.
tại mình thấy cái build đồ này nó mạnh nên mình hướng dẫn anh em cái build đồ một build đồ thôi. Ui rồi ai nhắn tin vậy, đánh nhanh chặn người ta. Ui chủ nít anh em à, ok từ từ cái đã. Ê, lấy trước ngâm vài bữa giờ là chủ nít này nè anh em à, Ngọc Cô Te nè. Ui rồi từ từ chụp hình là gửi cho bả cái đã, mà còn mà nhắn và lắc nó máy đánh không được. Đây rồi kéo xuống rồi, lắc quá anh em à, mỗi lần mà tin nhắn tới nó lắc không chịu nổi, mà gặp anh em mình nó thấy rồi gần hình anh em thấy giật giật không. Đây bắt đầu này, bắt đầu này. Ui chón ghê thế nha, ui chón kinh thiệt, con Vera nó chón ghê quá. Nick của bà chủ nó là nick đang chơi luôn nè, Ngọc Cô Te nè. Bà này mới nói là bà phải dễ thương nè, vui vẻ nè, mà cái điều bạn nóng tính nó lại khó chịu lắm, khó chịu lắm. Ờ ok kìa đâu đâu ông không hiểu vì sao mà ông gần bên tôi lại vào pha đó trời. Úi trời ơi mù mắt nguyên lẹ anh em ơi. Thôi bye bye anh em nha, anh em cho mình đăng kênh và một like nha. Ok bye bye.